Arsenal sa thải Unai Emery, giọt nước tràn ly. Chiều ngày 29 tháng 11, như chúng ta đã biết, trang chủ của câu lạc bộ phía Bắc London đã ra thông báo quyết định chia tay vị huấn luyện viên trưởng của họ, Unai Emery. Unai Emery rốt cục đã không thể hoàn thành bản giao kèo 2 năm mà ông đã cùng với ban lãnh đạo Arsenal ký hồi tháng 5 năm 2018. 18 tháng là khoảng thời gian mà cựu huấn luyện viên Sevilla đồng hành cùng với các pháo thủ, và thực sự cho đến giờ phút này, có thể nói đây là một cuộc hôn nhân sai lầm với cả hai. Vậy thì lỗi nằm ở đâu? Chắc chắn nằm phần lớn là ở vị huấn luyện viên gốc xứ Basque, nhưng ban lãnh đạo của Arsenal cũng không tránh khỏi trách nhiệm trong sự đi xuống của câu lạc bộ này. Trận thua 1-2 trước Eintracht Frankfurt như là giọt nước tràn ly, khiến cho cuộc hôn nhân giữa cả hai chính thức tan vỡ. Mọi sự chịu đựng đều có sự giới hạn của nó, khi làn sóng chỉ trích dâng cao đến nỗi người ta chán ngán, không thèm quan tâm, thì có nghĩa là mối quan hệ đó đi vào bước đường cùng. Chia tay là kết cục tất yếu. Arsenal đã trải qua chuỗi trận tệ hại nhất trong vòng 27 năm qua khi họ không thể thắng 7 trận liên tiếp. Chưa bao giờ người ta thấy Arsenal đổ vỡ về niềm tin đến như vậy trong vòng 3 thập kỷ. Unai out là thông điệp rõ ràng mà các fan pháo thủ mong muốn. Họ không chỉ kêu gào trên mạng xã hội, ngoài đường mà còn mang nó vào tận Emirates. Một số khác như chúng tôi đã nhắc đến chẳng thèm quan tâm nữa. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay của Unai Emery. Con tàu mà ông nhận lấy bánh lái đã không còn đi theo đúng hướng, và thời điểm này nó tựa như một con tàu ma, hỏng hóc, vô định và ngày càng xa bờ. Thuyền trưởng Emery đã không còn đủ uy tín và tỉnh táo để đưa nó về đúng quỹ đạo nữa. Khác với những con tàu khi đắm, thuyền trưởng là người cuối cùng rời khỏi nó. Trong bóng đá, lúc đội bóng đi xuống, trảm tướng là điều đầu tiên phải làm. Arsenal trong những ngày cuối cùng của triều đại Emery là một Arsenal hỗn loạn và đầy bất trắc, cả trên sân cỏ và những rắc rối phía sau hậu trường. Những kết quả trên sân đã minh chứng, không gì có thể cứu vãn được chiếc ghế của Emery, và việc chia tay ông thực sự khiến phần đông, rất đông cổ động viên của pháo thủ cảm thấy hạ hê. Unai Emery thực ra đã có những giai đoạn thành công trong khoảng thời gian 18 tháng, khiến cho các fan pháo thủ khắp khởi mừng thầm. Đó là thời điểm năm ngoái, khi Arsenal có chuỗi trận thăng hoa, 21 bất bại, và với sự khởi đầu đáng chờ đợi ở mùa giải này, nhưng như thế là quá ít so với những sự kỳ vọng dành cho ông. Cái cách mà Unai Emery quản lý phòng thay đồ làm cho người ta thực sự ngán ngẩm. Không phải ngẫu nhiên mà Laurent Koscielny chia tay Arsenal theo cách chặt giống ai. Đó phải là một phần trách nhiệm của Unai trong việc không thể để cho đội trưởng của Arsenal khi đó yên tâm về tương lai của mình. Cái cách mà Unai đối xử với Mesut Ozil cũng khiến cho các fan pháo thủ tức giận. Sau khi chia tay đội tuyển Đức, Ozil chỉ còn Arsenal để thi đấu và cống hiến. Thế nhưng thay vì cùng tháo gỡ và động viên ngôi sao gốc thổ này chơi bóng đúng với khả năng của anh, Unai lại loại anh ra khỏi kế hoạch của mình. Những trận gần đây sở dĩ Ozil chơi được bóng là do Arsenal thi đấu quá bết bát trước đó. Khi con người ta tuyệt vọng, họ sẽ bấu víu vào mọi thứ để tìm kiếm sự sống. Unai Emery đã dùng cách này với ngôi sao sáng nhất của Arsenal, và giờ ai cũng rõ nó đã tệ hại như thế nào. Cái cách mà Granit Xhaka phản ứng lại với cổ động viên của Arsenal ngay tại Emirates cũng xuất phát một phần từ trách nhiệm của Unai. Loạn từ trong ra ngoài, ức chế từ fan cho tới các cầu thủ. Sau sự cố đó, ông tước băng đội trưởng của Xhaka, người được chính các đồng đội bầu lên, trao cho Aubameyang. Trước đó, Unai đã tuyên bố các cầu thủ tự quyết người đảm nhận vai trò này, nhưng cuối cùng chính ông lại vội vàng phá vỡ quy tắc đó. Mùa hè vừa qua là mùa hè mà Arsenal thực sự đã chuyển mình trong cách mua sắm. Hàng loạt những bản hợp đồng đình đám đã hội tụ về Emirates. Sự kỳ vọng vào những Dani Ceballos, Nicolas Pepe, David Luiz là rất lớn, nhưng cho đến giờ, đa phần đều gây thất vọng. Sự xuất sắc của Aubameyang hay Lacazette là không đủ để kéo pháo thủ tiến lên, khi những bàn thắng của cả hai không đủ để bù đắp vào những khoảng trống mênh mông ở hàng thủ. Chưa bao giờ người ta thấy Arsenal lại mong manh đến như vậy. Việc họ vượt lên dẫn trước rồi kết thúc trận đấu với chỉ một điểm hay trắng tay đã là chuyện thường ngày. Toàn là từ chính xác nhất để nói về thảm cảnh của Arsenal lúc này. Và tới bây giờ, thực sự khi nhắc về Arsenal, người ta tự hỏi không biết chiến thuật và sơ đồ gì đã được Unai Emery trang bị cho đội bóng của ông, và đâu là những quân bài chủ chốt mà ông đang có. Lacazette hay là thế mà lúc thì dự bị, lúc thì ra sân. Kolasinac hay là thế mà không biết lúc nào mới được chơi bóng. Lucas Torreira thì trôi dạt mất tích luôn. Những người mà Unai Emery đặt niềm tin như Guendouzi, Saka hay cặp trung vệ Socrates, David Luiz chơi chán như thế nào thì chắc ai cũng thấy. Kết quả là pháo thủ chỉ có được 16 điểm qua 13 vòng đấu, xếp thứ 8 và cách top 4 tận 8 điểm với hiệu số âm 1.
Như đã nói, chẳng còn ai ở Arsenal muốn Unai tiếp tục dẫn dắt pháo thủ nữa, ngoài ban lãnh đạo của Arsenal. Nhưng khi sức ép ngày càng lớn và nguy cơ về một mùa giải bỏ đi nữa ngày càng hiện rõ, họ buộc phải xuống tay với vị huấn luyện viên mà họ luôn thể hiện sự ủng hộ. Thế nhưng đó là một quyết định dẫu có đúng, nhưng có vẻ cũng đã muộn màng. Arsenal có lẽ đã bị tác động mạnh khi đối thủ cùng thành phố Tottenham trảm công thần của họ là Mauricio Pochettino sau những chuỗi ngày bết bát. Việc Spurs sa thải Pochettino có lẽ đã khiến cho những người lãnh đạo của Emirates nhận ra việc đặt niềm tin vào Unai Emery là không đúng nữa. Ngay cả một người được yêu mến như Pochettino ở Tottenham mà còn bị sa thải, thì Unai, người bị quay lưng hoàn toàn ở Arsenal, cớ sao vẫn còn tại vị? Họ lẽ ra đã có thể làm điều đó sớm hơn để làm yên tâm hơn những cổ động viên của họ, thay vì cố mong chờ sự đột biến từ Arsenal dưới tay Emery. Mọi chuyện rốt cuộc cũng đã kết thúc và Freddie Ljungberg là huấn luyện viên tạm thời dẫn dắt Arsenal lúc này. Unai Emery chính thức thất bại trong lần đầu tiên khởi nghiệp ở nước Anh. Tài năng của Unai Emery trước đó là không thể phủ nhận khi ông đưa một Sevilla nhỏ bé 3 lần liên tiếp vô địch Europa League, một kỷ lục. Nhưng có vẻ khi tiến đến một đội bóng lớn hơn, Arsenal và Paris Saint-Germain, Unai đã không chứng tỏ được mình. Arsenal sẽ như thế nào hậu thời kỳ của Unai Emery? Nhiệm vụ của ban lãnh đạo Arsenal là phải nhanh chóng tìm ra người phù hợp để tiếp tục lèo lái các pháo thủ. Chắc chắn rằng đội chủ sân Emirates không thể chỉ dựa vào Freddie Ljungberg vì huyền thoại người Thụy Điển còn quá ít kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo. Những cái tên sáng giá đã được đưa vào tầm ngắm: Marc Allegri, Mikel Arteta, Nuno Santos hay thậm chí là Pochettino. Cá nhân người viết thực sự tiếc cho các pháo thủ nếu họ ra tay sớm hơn với Unai Emery, thì Jose Mourinho có lẽ là một trong những sự lựa chọn tốt nhất đối với họ. Nhưng giờ thì Jose đã là người của Spurs rồi. Có lẽ người phù hợp nhất với Arsenal lúc này là cựu huấn luyện viên Juventus, Marc Allegri. Kinh nghiệm cùng tài năng của Allegri có thể đảm bảo cho ông vừa chấn hưng một Arsenal đang nát. Các ứng cử viên khác, Guardiola phiên bản khởi nghiệp, Mikel Arteta vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm. Nuno Santos thì dẫu sao cũng chỉ đã và đang dẫn dắt những đội bóng nhỏ, trong khi Pochettino mới chỉ là người của Spurs cách đây vài ngày. Vả lại, Pochettino chắc cũng không chọn pháo thủ khi những Bayern Munich hay thậm chí Barcelona hay MU có thể là bến đỗ tương lai của ông. Ban lãnh đạo Arsenal có vẻ là một ban lãnh đạo bảo thủ và giàu kiên nhẫn nhất ở châu Âu hiện nay. Họ đã để Arsene Wenger nghỉ việc khi mọi thứ gần như đã chạm đáy và chia tay với Unai Emery khi mọi thứ không còn cứu vãn được nữa. Với một đội bóng từng là một trong hai câu lạc bộ mạnh nhất nước Anh, nguy cơ về một mùa giải đứng ngoài top 4 lần thứ tư liên tiếp là một nỗi đau quá lớn. Niềm tin sẽ được kéo lại nếu Arsenal kiếm cho mình một chiến lược gia đủ kinh nghiệm và uy tín để đưa con tàu của họ về lại đúng hướng. Còn nếu không, với các fan pháo thủ, không chỉ mùa đông này lạnh lẽo mà tất cả mùa trong năm đều như vậy.